Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, thương mại điện tử đang dần trở thành kênh phân phối mới, hiện đại và hiệu quả, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã có hướng đi bền vững, hướng tới sử dụng công nghệ, từng bước chuyển đổi số và ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở kế hoạch tổng thể, Bộ Công Thương đã vận hành gian hàng Việt trực tuyến quốc gia. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhanh chóng triển khai nhiều chương trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản Việt trên sàn thương mại điện tử. Đây là giải pháp hiệu quả lâu dài giúp các doanh nghiệp Việt mở rộng tiếp cận thị trường thông qua phương thức phân phối hiện đại. Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia tập trung hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là nông sản dựa trên các tiêu chí, mức độ sẵn sàng của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp áp dụng thương mại điện tử tại địa phương. Những nhóm ngành hàng nông sản theo thời vụ từng năm được ưu tiên nhằm kích cầu tiêu thụ, tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu nhằm ứng phó kịp thời, vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19. Gian hàng Việt trực tuyến thực sự là một cái sáng kiến rất là kịp thời, đúng lúc khi mà thương mại điện tử tại Việt Nam bùng phát, thì gắn theo đó là những cái hoạt động định hướng của Bộ Công Thương giúp cho việc kinh doanh hàng hóa trên không gian ảo, không gian mạng là bảo đảm được hàng hóa có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ của những cái thương hiệu rất là uy tín của Việt Nam lâu nay, cũng như các hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất tại thị trường Việt Nam và định hướng được cho người tiêu dùng được sử dụng những hàng hóa có chất lượng và giá cả rất là hợp lý. Để triển khai hiệu quả, Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã nhanh chóng ký kết biên bản thỏa thuận với nhiều sàn thương mại điện tử như Tiki, Sendor, Vỏ Sò, Postmart, Lazada, v.v. triển khai các chương trình đào tạo tập huấn kết nối xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Đã tổ chức thành công Ngày Đặc sản Sơn La, Ngày Hội Sứ Dừa Bến Tre, chương trình hỗ trợ tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, v.v. Nhiều loại nông sản đặc thù của từng địa phương thông qua sàn thương mại điện tử đã tập hợp các chương trình thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng của các doanh nghiệp Việt, đồng thời giúp người tiêu dùng mua sắm hàng Việt qua kênh thương mại điện tử với chất lượng bảo đảm và chi phí thấp hơn. Trong bối cảnh đại dịch Covid xảy ra trên toàn thế giới, thì cái việc mà đưa các sản phẩm nông sản đưa lên sàn điện tử thì tôi thấy có một cái ưu điểm rất là lớn, là sẽ giới thiệu được cái sản phẩm của mình đi rộng hơn từ trong nước và trên thế giới. Thứ hai nữa là người tiêu dùng và người thương mại đã biết nhiều đến cái sản phẩm của mình hơn và tiếp cận được nhiều tầng lớp hơn, và từ đó cái sản phẩm của mình sẽ bán được nhiều hơn trên thị trường rộng khắp trên thế giới và trong cả nước. Thị trường Việt Nam cũng có cái sàn thương mại điện tử Việt, nhưng mà chúng tôi chưa biết. Thì hôm nay biết được cái sàn này, và được cũng như bên Bộ Công Thương cũng đã ủng hộ cho những cái người nông dân chúng tôi thì để tiếp cận với cái người tiêu dùng, và từ đó tôi nghĩ trong tương lai thì rất tốt hơn trong vấn đề đầu ra. Dịch Covid-19 thì doanh nghiệp nhận định là cái kênh phân phối qua sàn thương mại điện tử là xu thế tất yếu trong thời đại số. Hiện tại thì doanh nghiệp đang gặp những cái khó khăn, đó là chưa có những cái đơn vị vận chuyển để mà kịp thời để mà giao hàng để cho người tiêu dùng. Thì là cái khi mà tham gia cái chương trình gian hàng Việt này thì doanh nghiệp thấy là rất là tốt, là tại vì Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ được rất nhiều cái, và trong những cái đơn vị vận chuyển cũng sẽ hỗ trợ cho những doanh nghiệp để mà đưa được cái sản phẩm đến người tiêu dùng. Triển khai gian hàng Việt trực tuyến quốc gia, các cơ quan chức năng đã tổ chức tập huấn đào tạo xúc tiến thương mại trên sàn thương mại điện tử cho hàng ngàn lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh. Hàng trăm sản phẩm nông sản Việt được lựa chọn kỹ lưỡng để phân phối tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử thông qua gian hàng Việt trực tuyến quốc gia. Đánh giá ngay trong thời gian đầu triển khai, từng tỉnh thành đã có những kết quả nhất định. Hàng ngàn đơn hàng đã giao dịch thành công cho các sản phẩm như là sữa Mộc Châu, nông sản trái cây sấy, mật ong nhãn sông Mã, bưởi rồng chôm, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến từ cây dừa, củ hành tím, quả vải thiều, v.v. Thực hiện cái chỉ thị 08 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về cái việc là đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương tiêu thụ nông sản và đặc biệt là các nông lâm thủy sản vào vụ, chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp qua các cái sàn thương mại điện tử. Đấy, thì
Ở đây là công việc hỗ trợ sẽ bao gồm là từ việc là nâng cao nhận thức cho người đứng đầu của doanh nghiệp và các cấp của doanh nghiệp. Thứ hai nữa là hỗ trợ nâng cao cái năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử cho các doanh nghiệp. Trong năm 2021 và 2022, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo kết nối thương mại điện tử với các sàn thương mại điện tử, phối hợp với các sàn thương mại điện tử đã ký kết hợp tác triển khai các chương trình quảng bá hình ảnh, gian hàng Việt trực tuyến quốc gia trên các sàn thương mại điện tử, xây dựng các chương trình xúc tiến bán hàng trên các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông sản mở rộng kênh phân phối trên toàn quốc, tiếp tục triển khai mở gian hàng Việt trực tuyến quốc gia tại các sàn thương mại điện tử lớn ở nước ngoài. Thì trước đây chúng ta đã có cái ký kết với 3 cái sàn thương mại điện tử lớn rồi, như là Sendor, Vỏ Sò, và tiếp tục sắp tới chúng ta sẽ ký với cả 3 cái sàn thương mại điện tử lớn nhất của Việt Nam, như là Lazada, như là Shopee, như Tiki. Và tôi nghĩ rằng với cái việc mà chúng ta bảo trợ cho các cái doanh nghiệp đơn giản hàng Việt ở những cái sàn thương mại điện tử lớn thì nó sẽ mở ra cả một cái thị trường lớn cho hàng Việt. Đặc biệt là sắp tới là chúng ta có cả gian hàng Việt ở trên những cái sàn thương mại điện tử lớn ở nước ngoài. Chẳng hạn như chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ với JD của Trung Quốc, là cái sàn thương mại điện tử lớn thứ hai ở Trung Quốc sau Alibaba, thì đấy cũng là một cái cơ hội mở ra rất tốt cho hàng Việt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ làm việc với tất cả các nước khác nữa để cho gian hàng Việt có thể hiện diện ở trên những cái sàn thương mại điện tử lớn của các nước khác. Theo thống kê, năm 2020 có tới 84% doanh nghiệp tư nhân, 85% doanh nghiệp FDI đã chịu ảnh hưởng nặng nề ở mức từ tiêu cực đến rất tiêu cực bởi dịch COVID-19. Sản xuất và thương mại ngừng trệ, hàng triệu lao động đã mất việc hoặc giãn việc. Do vậy, chương trình gian hàng Việt trực tuyến quốc gia trên các sàn thương mại điện tử do Bộ Công Thương chủ trì và triển khai được đánh giá là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp nông sản Việt vượt qua khó khăn dịch bệnh COVID-19, mở rộng, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước trong thời gian tới.